Quý vị và các bạn thân mến, âm thanh cho em nhạc rùng rợn. Bến Xù xin được dẫn tất cả quý vị và các bạn khán giả, chúng ta sẽ bước vào một câu chuyện tình yêu. Nhưng ghê dữ lắm. Đây là một cuộc chiến cảm xúc giữa hai khu phố. Và chúng tôi sẽ có một cuộc đấu của hai nhân vật này. Đầu tiên xin được giới thiệu đại diện khu phố 7. Né né hàng bên. Dạ. Trời ơi. Dạ dạ, chị bình tĩnh dạ. Chị đứng yên vị trí đó. Đại diện cho khu phố 8 xin được giới thiệu. Trời ơi, giới thiệu quá. Không biết khu phố nào lép với khu phố nào. Vào bây giờ, cuộc đấu 1, 2, 3 bắt đầu. Em chạy. Rồi sao? Hẹn ra có gì nói đi. Qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé vào thăm, sợ ba má em buồn lòng. Lỡ hứa rồi em biết làm sao đây, để anh mong suốt cả ngày nên buồn lắm. Anh cứ hỏi lòng tại sao, mỗi lúc gần nhau thì em nói chuyện đường dài. Đêm trở về em không thần trong tay, đã yêu nhau ai nỡ để buồn cho nhau. Xin em hiểu giúp đời anh, lênh đênh tiếng phong trần nổi trôi theo ngày tháng. Em đâu có gì, em đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng đành để buồn cho em. Anh có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời. Em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có em bên anh sẽ đẹp tình mãi sau. Nè, sao bữa anh hẹn tôi ra rồi anh không tới? Anh có biết là tôi đợi dữ lắm không? Thôi nào, anh có chút nhục bận, tha lỗi cho anh đi mà. Anh bận cái gì chứ? Cái với ai kia đúng không? Giận đó. Xin em hiểu giùm đời anh, lênh đênh kiếm phong trần nổi trôi theo ngày tháng. Em đâu có gì, em đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng đành để buồn cho em. Anh cứ hỏi lòng tại sao, mỗi lúc gần nhau thì em nói chuyện đường dài. Em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có em bên anh sẽ đẹp tình. Cần hai đứa mình yêu nhau, có em bên anh sẽ đẹp tình mãi sau. Rồi xong chưa? Hết giận rồi. Trời đất ơi à, Như Thùy và Tạ Đình Nguyên. Thôi đi,
tôi giới thiệu ra làm lồng lộn lên. Minh Xu thấy là cái độ điên bắt đầu dần dần được hé lộ từ cặp này rồi đó. Yeah. Xin mời ý kiến của ban giám khảo á. Chắc là mời chị Hồng Vân trước, chị cười rất là sảng khoái. Nói nghe nè, dễ thương quá à, thực sự là dễ thương luôn. Ra hầm hầm hố hố xong tưởng sao, một cái bài sến rợn, tí thương. mà bữa nay nè, Nguyên á, là bữa nay phải nói là tiến bộ hẳn luôn. Mà rất là lấu cá, rất là dí dỏm ở trong cái anh chàng này. Đó, còn... Còn Thùy á, thì là cái phong độ của em vẫn giữ từ số trước tới số này vẫn không thay đổi. Chỉ có thay đổi về hình hài bên ngoài thôi. Đó, và hai bạn ca cái bài này á, tôi thấy là nó hay dễ sợ luôn. Tức là nó rất là hay luôn á. Nó hay là vì sao? Nó đúng cái tâm trạng nè, nó đúng cái thái độ diễn nè, nó đúng những cái lúc giận hờn, rồi nó lại cũng ra được một cái giống như là cái nhân thân của hai cái nhân vật này á. Cái số này với cái bài này á, là các bạn đã lột tả từ bên trong tới bên ngoài, từ bài hát tới cái biểu cảm về nhân dáng là rất là mix với nhau luôn. Yeah, quá nhiều lời khen. Xin mời chị Tư Cẩm Ly. Nhận xét cũng gần giống như chị Vân, cũng đều thấy hết. Thật sự là nó sẽ làm cho người ta bất ngờ, phải không chị? Trời ơi, làm hầm hố em tưởng ra cũng đánh lộn đồ rồi, dữ dội rồi kia, ai ngờ. Hoặc là ít nhất một cái bài nó mang tính chất gọi là tiết tấu một chút này kia nọ, đúng không? Tức là anh cũng quậy quọ cho tự nhiên cái nó làm đồ, anh dựng xe đồ rồi quất roi đập hẹp 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 cái anh vô cái vô con mềm xèo làm hết hồn. Nam là tưởng á, thấy mấy cái thùng phi bốc lửa này ra là phải có múa lửa này, có sợi xích rồi này kia là phải hiếp hợp hay gì đó rồi, hoặc là nhảy tưng bánh như Hồ Ngọc Hà. Cái này là gọi là lừa khán giả một cú ngoạn mục đó, vào một câu cái tự nhiên cái ủa thì ra là xạo dễ sợ làm bộ hầm hố thôi. Thực ra là nó dễ mà dễ thương. Nói chung là chỉ cần mình không có phải cái gì nhiều hết á, đơn giản nhưng mà nó đúng đúng tình tiết của nhân vật hợp lý là cảm thấy nó dễ thương cái bài. Dễ thương, nói chung chúc mừng hai đứa. Cảm ơn chị Tư. Dạ anh Hoàng Nhật Nam, anh có bất ngờ không ạ? Cái cách mà giới thiệu đó làm cho khán giả cảm thấy bất ngờ, nhưng mà nó lại rất là hợp lý. Nhưng mà Đình Nguyên phải chú ý, dù diễn hay như thế nào, dù Thùy rất là xinh đẹp, phải không? Nhưng mà rất là liếc mắt đưa tình em này kia, nhưng mà em phải giữ được cái cân bằng được cảm xúc. Em phải tém tém lại bớt nha Thùy. Ôi ôi, giờ lỗi thì đó chứ không phải lỗi Nguyên đó. Nhưng mà lần này có tiến bộ là anh này anh hát anh mở mắt nhiều hơn rồi. Đúng rồi. Đúng không ạ? À? Minh Vi thì sao ạ? Xin mời anh. Còn giữa Thoại á, em phải nhõng nhẽo liền. Vừa xong cái phải để cho người ta tiếp tục có cái đón cái mới đó. Dạ hả? Tại lúc nãy ở dưới tập á là em có nhõng nhẽo mà không biết sao lên đây em bị máu gì nhập thôi. Men quá. Cốt đàn ông của em còn em ạ. Ví dụ như mà. Ôi anh ơi sao nó... Ê! Ai nhập em chứ phải em. Thiệt. Nhiều khi bạn dạy em ạ. Hiểu không? Còn cái cậu này hồi nãy như độc ráp anh. Thoại rồi, như độc ráp. Thế từ từ hoàn thiện á. Về cái cách hát ngọt ngào thì Nguyên Bolero có. Thùy vẫn có nhưng mà pha một chút xíu cái giả thanh của em do vì có những cái nốt hơi cao. Nhưng mà về cái cách diễn thì Nguyên con phải học hỏi cái Thùy. Thùy có kinh nghiệm cái đó hơn. Thế không? Mà hôm nay là con đỡ rồi đó. Chúc mừng tiết mục của hai bạn. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều và chúc mừng hai bạn. Từ từ là tôi thấy là các bạn đã cho khán giả của chúng tôi những món ăn về mặt tinh thần giải trí rất là cao rồi. Và hy vọng rằng các bạn sẽ giữ vững được phong độ nhé. Tốt hơn. Một tràng hô tay nữa.